Các bạn nhá, hôm nay Tâm Anh nội thất giá rẻ thì lên lắp kệ tiếp cho anh chị em. Mẫu là tổ ong 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng nha anh chị em ơi. Đây ạ. Đấy. Anh chị nào mà có máy bán vít như này, có máy bán vít như này thì sử dụng cực kỳ nhanh luôn. Còn nếu mà không có thì mình có thể là sử dụng tô vít này nhá. Đều được bình thường bởi vì bên em đã khoan những cái lỗ sẵn cho anh chị rồi, anh chị bắt vào là được thôi nhá. Đây cái miếng thanh trắng này nó sẽ có hai đầu lỗ đầu này và cuối đây, ốc đầu to như này. Đấy. Thì anh chị sẽ gắn vào hai đầu này nhá. Rồi đây thì nó sẽ tấm thanh gỗ trắng này sẽ có hai đầu luôn nha anh chị em nhá. Đấy, có hai đầu đây này. Đấy thì anh chị bắt con ốc này này, bắt con ốc tròn tròn thì nó sẽ vào với những hai con ốc này để mình lắp thanh cửa kéo ra kéo vào này. Đây ạ. Đấy. Đây nha anh chị em ơi. Anh chị nào mà có búa thì có thể đập bằng búa, còn không thì đập bằng cái đầu đuôi của cái tô vít này này đều được nha. Bởi vì bên em đã bắn lỗ sẵn rồi thì anh chị đập nhẹ là vào thôi. Đây nha anh chị em ơi. Đấy, hai đầu này để anh chị lắp vào cửa nha. Rồi hiện tại mình đã đóng xong hai tấm này này. Đấy, có đinh đầu và đinh ở phía dưới này này để anh chị có thể lắp cánh cửa nha. Cánh cửa thì sẽ là màu trắng nha. Rồi tiếp theo nữa là có hai tấm dài nhất ở đây. Đấy. Anh chị có thể để những cái tấm miếng dán này lên trên đầu này này để nhìn nó sẽ đẹp hơn này. Có ba cái tấm thanh vàng này thì có một tấm thì nó sẽ là có hai lỗ. Một tấm một lỗ bên gần góc này, một tấm xa hơn bên góc này. Thì anh chị để so le giúp em. Thì cái tấm ở hai lỗ này thì ví dụ như là cái 3 tầng này thì anh chị để ở giữa nhá. Để ở giữa để so le hai cái tấm này lên. Rồi, bây giờ mình sẽ để hai cái tấm có lỗ khoan ở đây này, hai lỗ ở đây này, mình sẽ là để ở đường giữa nhá. Mình bắt ốc trước. Anh chị bắt ốc ở đường dưới trước nhá. Còn ốc ở đường dưới trước, còn ốc trên thì anh chị tạm thời chưa để nhá. Đây. Anh chị có thể sử dụng bằng tô vít nhá. Cực kỳ chắc chắn, bên em đã bắn lỗ hết rồi, anh chị chỉ việc xoay nhẹ vào là được thôi. Anh chị đều xoay những cái lỗ ở dưới này trước nhé. Rồi, em đã hoàn thiện xong cái khung sườn rồi. Đây anh chị ạ. Rồi, em hoàn thiện xong cái khung sườn rồi. Đấy, nó sẽ như này. Bây giờ mình chỉ cần lắp cái cánh tủ vào thôi. Đây, em làm xong cái khung sườn rồi. Bây giờ anh chị lắp cái cánh cửa này. Thì như vừa nãy thì em bảo anh chị là sẽ mở được cái này ra. Đấy, anh chị đóng cái cánh cửa vào. Rồi, anh chị dùng tay đập xuống không? Đấy. Dùng tay đập xuống không?
Được không? Rồi, bây giờ anh chị bắt vít ở dưới này, bây giờ anh chị bắt vít ở trên này để cố định chắc chắn luôn nha. Bây giờ em sẽ là lắp tiếp cái bản lề để chặn cái cửa này khi anh chị đóng ra đóng vào này, nó không bị hẫng hụt vào đây trong quá. Đây. Bên em có bắn những cái lỗ ở dưới này hết rồi nhá, anh chị chỉ việc xoay thôi. Bên em có hai cái miếng dán này, có hai mặt, một mặt trơn này. Ví dụ nhà những nhà anh chị nào mà mặt trơn này mà anh chị mà nhà mà có bị ẩm ấy thì anh chị để mặt trơn như này. Còn nếu mà nhà anh chị mà không bị ẩm thì anh chị để mặt gỗ như này. Thì nhìn ở bên trong nó sẽ là đẹp hơn anh chị nhé, bởi vì mặt này nó để ở sát tường. Rồi. Đây. Anh chị sử dụng những đinh như thế này này. Đinh như thế này để anh chị đóng vào những cái góc mép này để cố định. Đây, bên em có bốn chân đế để tránh tình trạng bị trơn đế nha, trơn tủ nha anh chị em ơi, để mình đóng ở phía dưới đấy ạ. Rồi, bên em có hai cái núm đây để anh chị lắp vào hai cánh cửa để mình kéo ra kéo vào luôn anh chị em nhé. Anh chị vặn đúng chiều kim đồng hồ là chặt thôi. Đấy. Đây ạ. À, đây, thế là em đã hoàn thiện xong cái tủ ong hai tầng đây nha anh chị em ơi. Tủ cánh cửa mở ra mở vào này. Ở bên đằng trong bên em anh chị có thể để những cái đồ kín để được thoải mái nha. À, bên em có loại 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng. Màu vân gỗ và màu óc chó đều lắp tương tự như video của em vừa hướng dẫn nha anh chị em ơi. Đấy, thế là xong một sản phẩm bên em rồi. Thì hẹn anh chị ở những cái sản phẩm tiếp theo, bên em sẽ là tiếp tục hướng dẫn anh chị tiếp nha.